Kim Hân mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Kim Hân Vlog. Hôm nay Kim Hân sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một bài hát, bài thơ vô quy của tác giả Viễn Châu. Và hôm nay Kim Hân sẽ nhờ anh Quốc Trung đàn lại giúp em bài này để em hát cho quý vị khán giả nha. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời gian khổ chớp yêu đương. Người xa xôi quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui pháo nhường. Chỉ đi rồi thì giường xưa phai màu hương phân, còn ai đâu trong mỗi chiều nhạt nắng mà đứng mà mơ lá rụng trắng sân trường. Em cho chị nhắc lại rằng người ta đừng giận đừng hờn, đời người con gái 12 bên nước chỉ bây giờ như hạt mưa xa. Ngày mai này chỉ cất bước du quy, xin gửi lại em mẹ yêu cha già. Biết
lần đi một lỡ làng, dưới trời gian khổ chớ tiêu đương. Người xa xôi quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui con gái 12 bên nước, cũng như con tim này không thể sẽ làm đôi. Người có chồng chưa chắc hẳn là vui, người ở lại trọn đời còn tiếc rè. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lời thơ nào ba lắm em ơi. Chuyện tình đến thế là thôi, duyên ai cam chịu lẻ loi một mình. Một bài thơ viết mãi chẳng thành câu, gà trong sớm đã bắt đầu phong. Thư viết đôi dòng xin gửi lại người yêu. Kim Hân cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video của hai anh em. Cuối cùng Kim Hân kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị.